Xin chào bà con. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu bà con một cái sản phẩm thuốc cỏ tên là càng, hoàn toàn mới của công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn sản xuất. Đây là nhãn hiệu hoa Lycosin màu tím hoa sim, thuốc trừ cỏ phát huyết 150 SL, có hợp chất là glufosinat ammonium. Đây là một chất mới được Bộ Nông nghiệp khuyến cáo sử dụng trên rất là nhiều loại cây trồng để diệt trừ cỏ trên trong vườn, những cây trồng đã lớn cây trái hoặc là đất không trồng trọt hay khai hoang. Đây là dạng tiếp xúc cho bà con mình nhớ là phun đủ lượng nước từ 320 đến 400 lít trên 1 hectare, và liều lượng nó là từ 80 đến 120. Tuy nhiên thì con mình nếu mà phun ở những nơi mà đất nó có nhiều á, dày á, thì mình phải phun tăng liều lên tí và phun kỹ tới sát gốc, rất đều cây cỏ thì nó sẽ hiệu quả rất là cao và rất là lâu ngược lại. Bà con mình nhớ trước đây á, thì nguyên của phần bảo vệ Sài Gòn nó có sản phẩm được lưu hành rộng rãi, đó là cái sản phẩm Lycosin, đó là dòng lưu dẫn. Hiện nay thì đã cấm, tại vì tại thì bà con mình biết là có cái quyết định số 278 của Bộ Nông nghiệp á, thì không được lưu hành chất 24D và Paraquat, cho nên là cái vì nó độc hại cái này, cho nên là sản phẩm này ra đời theo mục đích là bà con mình sử dụng nó không ít ảnh hưởng đến sức khỏe và không làm chai đất như cái sản phẩm cũ trước kia nữa, cho nên là đó là rất là ưu điểm bà con mình lưu ý. Thứ hai nữa, tôi cái sản phẩm này đây là màu tím màu xin, thì cái nước ở trong nó là màu tím, khi bà con mình chiết rót ra mà sử dụng thì mình sẽ thấy cái ưu điểm nữa là nó nước nó sẽ sánh đạt, nó đạt hơn những cái thuốc khác trên thị trường cùng hợp chất này, nhưng mà thuốc khác thị trường rất là loãng, nhưng mà cái này nó sẽ đạt hơn, nó sẽ bám chín tốt hơn khi mà con mình phun lên cây trồng, vậy này đảm bảo cái hiệu quả nó cao. Lưu ý ở con mình khi mà phun á, thì chọn những khi mà phun thì không nên phun trên vùng đất nó bị ngập úng hoặc là nó quá ẩm ướt, hoặc là phun xong rồi nó bị mưa thì nó sẽ giảm hiệu lực. Cho nên là bà con mình lưu ý đất càng khô thì cái phát phít này nó càng mạnh, và nó mạnh trên tất cả các loại cỏ, cỏ nào kháng thuốc nó vẫn diệt được, như là cỏ mần trầu chẳng hạn, mần trầu lâu dai thì bà con mình khi mà xài những thuốc khác thì nó bị kháng hoặc là nó ít hiệu quả, nhưng mà riêng cái phát phít này nó là gọi là kháng tinh thì nó sẽ diệt được hết cả ba nhóm cỏ họ bản, nên chắc lát và lá rộng. Còn theo hệ thực vật thì nó sẽ theo, đó là theo hệ thực vật, còn theo đặc điểm sinh thái thì nó sẽ là cỏ hàng niên và cỏ đa niên, đó là theo vòng đời. Thì tôi cũng giới thiệu cho bà con một vài thuốc cỏ vậy. Đây là phát phít hiệu Lycosin màu tím hoa sim. Xin chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi, xin chúc sức khỏe và thành công.